Chiều ngày 3 tháng 6, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa có một người đàn ông bị ông đốt tử vong khi đi vào rừng lấy mật. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 2 tháng 6, người đàn ông 56 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quang, cùng với hai người dân khác đều trú cùng thôn, đi vào khu vực rừng thuộc địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để săn lấy mật ong rừng. Đến sáng ngày 3 tháng 6, sau khi ăn cơm xong, cả ba người tiếp tục đi vào rừng tìm kiếm thì phát hiện được một tổ ong. Tuy nhiên trong quá trình lấy mật, cả ba người bị đàn ong đuổi đốt phải bỏ chạy. Sau khoảng gần 30 phút bỏ chạy, đến khoảng 8 giờ cùng ngày, hai người đi cùng quay trở lại khu vực để tìm kiếm người còn lại thì phát hiện người đàn ong đã nằm dưới đất tử vong, trên người có nhiều vết ong đốt. Tiến sĩ bác sĩ Trần Thanh Tùng, trực lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chiều ngày 3 tháng 6, đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân, gồm 2 người lớn và một cháu trai 15 tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định, người đàn ông 46 tuổi bị suy hô hấp, mạch và huyết áp thấp. Người này bị bỏng lửa trên 90% diện tích cơ thể, theo dõi bỏng hô hấp. Nạn nhân nam 15 tuổi cũng bị bỏng lửa trên 90%, bỏng rộng và sâu. Bác sĩ nhận định hai trường hợp trên tiên lượng rất nặng. Riêng bệnh nhân nữ là người lớn bị bỏng 10% kèm theo bỏng hô hấp, cần theo dõi sát tình hình để đưa ra hướng điều trị phù hợp. Cùng thời điểm, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, đơn vị này tiếp nhận hai trẻ em nam 13 và 15 tuổi. Các em được chuyển đến với mức độ bỏng 60% cơ thể, đều bị bỏng vùng đầu, mặt, cổ. Ghi nhận có nhiều bụi than ở đường hô hấp. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và chống sốc bỏng, khẩn trương điều trị tích cực cho nạn nhân. Trước đó, sáng ngày 3 tháng 6, một dãy phòng trọ tại ấp 2 xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bốc cháy. Bước đầu, công an xác định Nguyễn Trí Hiếu sống ở phòng trọ số 10 trong dãy trọ là người phóng hỏa do ghen tuông. Vụ cháy khiến 7 người bị bỏng nặng. Ngày 3 tháng 6, công an huyện Củ Chi phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ bộ xương người được người dân phát hiện ở bãi đất trống tại xã Trung An. Bước đầu công an xác định nạn nhân mặc quần ngắn, áo sơ mi dài tay, ước lượng thời gian tử vong của người này khoảng 1 tháng nên chỉ còn bộ xương. Khu vực phát hiện bộ xương người này cách vị trí hiện trường vụ án mạng người phụ nữ tử vong dưới rãnh nước trong vườn trái cây ở đường Nguyễn Thị Lèn, xã Trung An, huyện Củ Chi, ngày 5 tháng 5, khoảng 600 mét. Hiện công an giám định ADN xác định danh tính nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Ngày 3 tháng 6, liên quan vụ tố cáo việc gợi ý chung chi cho bị can được tại ngoại, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Cà Mau, giám sát chặt chẽ vụ việc. Đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu đề xuất thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh chỉ đạo kịp thời. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng chỉ đạo Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sớm xác minh làm rõ nội dung sự việc, xử lý đúng nguyên tắc quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, báo cáo kết quả về thường trực Tỉnh ủy. Trước đó, ông Lại Tấn Tài, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, tố cáo đến cơ quan chức năng về việc cán bộ ở huyện Ngọc Hiển có hành vi vòi vĩnh để con gái là Lại Phương Thúy được tại ngoại. Trước đó, bà Lại Phương Thúy, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, bị công an huyện Ngọc Hiển khởi tố bị can về tội đánh bạc. Sau khi con bị bắt tạm giam chừng 10 ngày, ông Tài đến gặp một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển, trình bày hoàn cảnh của con gái và xin cho con được tại ngoại. Trong thời gian con gái bị tạm giam, ông Tài đi thăm và ông có gặp, biết một cán bộ công an tên N thuộc đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Ngọc Hiển. Theo ông Tài, đến ngày 3 tháng 4 năm 2023, N gọi cho ông thông báo là đã kết thúc điều tra, hồ sơ sắp chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và nơi này sẽ xem xét cho Thúy được tại ngoại. Qua điện thoại, N báo rằng bên Viện Kiểm sát Nhân dân yêu cầu gia đình chi 50 triệu đồng sẽ phê duyệt cho Thúy sớm tại ngoại. Sau đó, N chuyển máy cho ông Tài nói chuyện với con gái đang bị tạm giam. Trong tố cáo đến các cơ quan chức năng, ông Tài gửi kèm đoạn ghi âm giữa ông với người được cho là lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Hiển.
Đội chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang vụ vận chuyển thuốc lá lậu quy mô lớn. Trước đó, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 3 tháng 6, nhận thấy xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 68B00757 chạy qua trạm thu phí cầu Kiên Lương thuộc ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiến hành dừng xe để kiểm tra thì phát hiện có 7.960 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Đối tượng điều khiển ô tô vận chuyển thuốc lá lậu khai tên Nguyễn Tấn Phong, sinh năm 1977. Ngụ đường Đống Đa, khu phố 1, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên. Phong cho biết số thuốc lá trên Phong mua lại của một người tên Kun bên Campuchia về bán lại cho các đại lý nhỏ tại địa bàn thành phố Rạch Giá. Theo hãng thông tấn ANI của Ấn Độ, tính đến chiều nay ngày 3 tháng 6, số người thương vong trong tai nạn đường sắt tại huyện Balasore, bang Odisha đã tăng lên 261 người thiệt mạng và 900 người bị thương. Đây cũng là vụ tai nạn đường sắt có nhiều người chết nhất trong hơn một thập niên qua tại nước này. Dự kiến số người thiệt mạng trong vụ tai nạn trên tiếp tục tăng. Hơn 200 xe cấp cứu và 180 bác sĩ được điều tới hiện trường tai nạn. Thủ hiến bang Odisha tuyên bố ngày 3 tháng 6 là ngày tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên. Vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương ngày 2 tháng 6, khi tàu Hora Superfast Express khởi hành từ Bangalore tới Hora, Tây Bengal, va chạm với tàu Coromandel Express đang từ Kolkata tới Chennai. Khoảng 10 đến 12 toa của một tàu đã bị chệch khỏi đường ray và đổ sang tuyến đường sắt bên cạnh. Tàu chở khách thứ hai đi hướng ngược lại đã đâm phải tàu trên, khiến một số toa bị chệch khỏi đường ray và chạm với tàu chở hàng đổ gần đó.